bang Mỹ chỉ trích ông Biden, gửi 1.000 vệ binh tới giúp Texas. Khoảng 1.000 vệ binh quốc gia Florida sẽ được triển khai tới khu vực biên giới ở Texas để hỗ trợ ngăn chặn dòng người di cư, Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis tuyên bố hôm 1 tháng 2. Thống đốc Florida, Ron DeSantis thông báo gửi 1.000 vệ binh hỗ trợ Texas. Theo thông cáo từ văn phòng Thống đốc Florida, các binh sĩ được triển khai dựa trên nhu cầu từ Texas, tờ New York Post đưa tin. Lực lượng vệ binh Florida được cử đến Texas để hỗ trợ nỗ lực của Thống đốc Greg Abbott trong việc ngăn chặn dòng người di cư. Đây là lần đầu tiên vệ binh Florida được huy động làm nhiệm vụ ngoài phạm vi của bang. Thông cáo cho biết, vệ binh của các bang ở Mỹ thông thường chỉ làm nhiệm vụ trong phạm vi tiểu bang và chịu sự chỉ đạo của Thống đốc bang. Trách nhiệm hỗ các bang trong các vấn đề cụ thể do chính quyền liên bang đảm nhận. Đây là đợt huy động bổ sung của Florida sau khi cảnh sát và nhân viên của bang đã tới khu vực biên giới Mỹ, Mexico ở Texas. Trong tuyên bố ngày 1 tháng 2, ông DeSantis đứng trước các thành viên vệ binh Florida với khẩu hiệu ngừng cuộc xâm lược. Cuộc xâm lược là cụm từ mà 26 bang Cộng hòa của Mỹ đề cập khi nhắc đến vấn nạn người di cư vượt biên. Tuần trước, quan chức các bang này đã ra thông báo ủng hộ nỗ lực ngăn chặn của Texas. Các bang có đầy đủ quyền hành để bảo vệ chủ quyền và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Texas nhằm ngăn chặn người di cư vượt biên, ông DeSantis nói. Lực lượng của chúng tôi sẽ giúp Texas bằng cách dăng thêm hàng rào thép gai dọc biên giới. Ông DeSantis nói sẽ giúp Texas dăng thêm hàng rào thép gai dọc biên giới. Ông DeSantis cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì làm ngơ trước làn sóng người di cư vượt biên. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới thông báo con số kỷ lục 2,5 triệu người đã vượt biên vào Mỹ trong năm 2023. Tổng thống Biden có quyền hành để đóng cửa biên giới ngay hôm nay nếu ông ấy muốn. Ông ấy thiếu ý chí để làm việc này. Ông thấy thiếu tầm nhìn để nhận ra vấn đề nằm ở đâu và giải quyết như thế nào, ông DeSantis nói, theo New York Post. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép lực lượng biên phòng liên bang gỡ bỏ hàng rào thép gai do vệ binh Texas dựng ở biên giới theo sáng kiến riêng của Thống đốc Greg Abbott. Texas sau đó ra tuyên bố khẳng định bang hành động trong khuôn khổ hiến pháp Mỹ và sẽ ngăn chặn nếu lực lượng biên phòng liên bang cố gắng can thiệp. Bộ An ninh nội địa Mỹ hoan nghênh quyết định của tòa án, cho rằng việc đối phó dòng người nhập cư là trách nhiệm của chính quyền liên bang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.